Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, thật quá đáng, Đại sứ quán Trung Quốc lộng quyền bắt người vô cớ rồi thủ tiêu trước mặt quan chức Việt Nam. Nhưng họ đành bất lực, cho đến khi thông tin bị bại lộ trên truyền thông. Hình ảnh xử tử một cách mang rợ lan tràn trên mạng xã hội, khiến cho 96 triệu dân bất bình vì sĩ quan quân khu 7 và Diệp Chấn Sơn chết trong Đại sứ quán Trung Quốc ở Campuchia không toàn thây. Cách hành xử hung hăng của chính quyền Bắc Kinh đã gây ra cho chính người dân Trung Quốc đại lục gặp khó khăn và bị khinh biệt ở nước ngoài. Liệu Mỹ có thể kiềm chế Trung Quốc qua nỗ lực nâng cấp quan hệ với Việt Nam hay không? Giữa tháng 6, Việt Nam và Trung Quốc lại một lần nữa xung đột về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Một tuần sau, vào ngày 25 tháng 6, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã đến cảng Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Một số nhà phân tích cho rằng, trong những năm gần đây, cả Mỹ và Việt Nam không chỉ nâng tầm quan hệ kinh tế và thương mại, mà còn chia sẻ những lo ngại chung về việc Trung Quốc bành trướng quân sự ở Biển Đông. Việt Nam đã liên tục bày tỏ phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tuần qua, bộ phim Baby sắp ra mắt của Mỹ đã bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò. Phải chăng Việt Nam bắt đầu có lập trường thân Mỹ chống Trung Quốc vì vấn đề Biển Đông? Việt Nam đứng trên nhiều chân kiền quan hệ với Mỹ, Trung Quốc, Nga và EU. Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao nếu Việt và Mỹ nâng cấp đối tác chiến lược? Bàn về ngoại giao cây tre và lựa chọn của Việt Nam, câu trả lời có thể không đơn giản như vậy. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những nỗ lực của Washington nhằm thu phục Hà Nội đã không thành công và kết quả có thể không như họ mong đợi. Việt Nam không có động lực để cải thiện quan hệ với Mỹ và Bắc Kinh hiểu điều này. Tiến sĩ Bill Huston, nhà nghiên cứu thuộc chương trình châu Á-Thái Bình Dương của Chatham House, nói với truyền thông Mỹ. Trong khi đó, giáo sư Vũ Tường, giám đốc trung tâm nghiên cứu Việt-Mỹ tại Đại học Ozone, tin rằng giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không coi tranh chấp trên Biển Đông quan trọng như thế. Ở thế giới bên ngoài vẫn tưởng, ông nói với BBC tiếng Trung, các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không thích vấn đề này vì nó đe dọa sự tồn vong của chế độ. Sự tồn vong này mới là mối quan tâm thực sự của họ. Đồng thời họ cố gắng thu lợi từ vấn đề này để giành được ưu đãi từ Mỹ, bao gồm viện trợ và tiếp cận thị trường Mỹ. Tuy nhiên, học giả Harrison Bichat từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tin rằng Việt Nam hy vọng duy trì quan hệ hữu nghị với cả Trung Quốc và Mỹ trong khả năng của mình để không làm ảnh hưởng tình hữu nghị với nước còn lại. Trả lời BBC tiếng Trung, ông cho rằng Biển Đông đặc biệt quan trọng với Việt Nam, nhất là về nguồn năng lượng ngoài khơi. Nhưng khi phải duy trì quan hệ chính trị và kinh tế với Trung Quốc và đối với hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam cần duy trì sự cân bằng. Theo ông, sự tương tác giữa Việt Nam với Mỹ được coi là quá thân thiện, hoặc nếu Hà Nội ủng hộ các chiến lược khu vực của Washington được coi là chống Trung Quốc, thì Việt Nam có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ với Bắc Kinh. Tháng 10 năm 2022, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau Đại hội Đảng lần thứ 20. Cuối tháng 6, khi tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhận lời mời của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bay đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức Thủ tướng. Người dân Trung Quốc gần như không dám đến các nước Trung Đông vì chính sách đàn áp đối với người Duy Ngô Nhĩ. Theo Đạo Hồi, người dân Trung Đông sùng đạo và luôn coi người Trung Quốc là mục tiêu cần phải tấn công, trả đũa cho người Duy Ngô Nhĩ ở châu Phi. Người Trung Quốc cũng không dám đi ra bên ngoài vào ban đêm vì sợ bị thủ tiêu, trong khi người Việt Nam lại được người dân ở đây nể phục. Người Việt đã giúp người dân ở các nước châu Phi biết canh tác nông nghiệp các khu vực khô hạn trước đây bỏ hoang thành sa mạc. Giờ đây, giữ nước để sản xuất nông nghiệp, ngay cả người dân Campuchia cũng coi người Trung Quốc là hiểm họa trực diện với họ. Khi người Trung Quốc mang đến tai nạn cờ bạc, sản xuất các chất gây nghiện và các hình thức lừa đảo tinh vi, biến người dân hiền lành, chất phác trở thành những người nguy hiểm, không chỉ người dân Campuchia có hiềm khích với người Trung Quốc, mà cả những người lính Campuchia đang phải sinh hoạt cùng đơn vị
với lính Trung Quốc. Lo vì lính Trung Quốc coi thường dẫn đến xô xát, vì thế nhiều lần lính Campuchia đã xả hết cả băng đạn vào lính Trung Quốc. Biểu hiện rõ nhất trong cuộc đảo chính tại Myanmar sau khi Ngoại trưởng Vương Nghị kết thúc chuyến thăm với các tướng lĩnh quân đội Myanmar, ngay lập tức cuộc đảo chính chớp nhoáng được tiến hành. Các lãnh đạo tối cao của Liên minh Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, quân đội bị bắt giữ. Sau đó, phe quân đội tuyên bố bà Aung San Suu Kyi gian lận trong bầu cử. Phe quân đội phả đảo chính để kiểm soát và lãnh đạo quốc gia. Sự kiện chính quyền bất chấp đạo lý này đã gây nên phẫn nộ trong dân chúng. Trong những tuần qua, mỗi tầng lớp người dân Myanmar đã đoàn kết đứng lên phản đối chính quyền quân sự, yêu cầu phải thả bà Aung San Suu Kyi và thiết lập dân chủ trở lại cho đất nước này thay vì đối thoại với người dân. Thì chính quyền quân sự đã đàn áp chính người thân của mình bằng khí tài quân sự của Trung Quốc. Nhiều video clip cho người dân công bố trên mạng xã hội cho biết lô hàng vũ khí từ cảng biển và hàng không đều đến từ Trung Quốc và những lô hàng này đều do Trung Quốc sản xuất. Trung Quốc đã tích cực hậu thuẫn cho các nhà độc tài quân sự của Myanmar sử dụng vũ khí của ngoại bang giết hại đồng bào của mình. Trung Quốc cương quyết phản đối các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc nhằm giải quyết vấn đề tại Myanmar. Thưa quý vị và các bạn, từ khi Trung Quốc hậu thuẫn cho Thủ tướng Hun Sen tắc oai tắc quái với các đảng phái chính trị đối lập tại Campuchia, giờ đây Trung Quốc bắt đầu lãnh hậu quả từ sự trả đũa của các cá nhân và các cá nhân tổ chức người Campuchia nhằm vào người Trung Quốc, và nhất là các giới chức người Trung Quốc tại Campuchia. Vụ việc vừa mới diễn ra ngay tại tòa lãnh sự quán của Trung Quốc ở thành phố Bắc Tâm Bang bị tấn công, làm cho ông lãnh sự Diệp Chấn Sơn và hơn 10 viên chức cùng nhân viên tòa lãnh sự bị thiệt mạng. Theo một thông tin gò rỉ chúng tôi có được, trong số người thiệt mạng còn có cả một cựu đại úy quân đội từng phục vụ trong quân khu chính nhưng đã trốn sang Campuchia vì bị cơ quan tư pháp quân đội Việt Nam bí mật điều tra và lên kế hoạch bắt giữ. Khi viên cựu đại úy trên đang làm việc cho các cơ quan tình báo Hoa Nam Trung Quốc trong nhiều năm qua. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, sự hiện diện của người Trung Quốc tại các nước láng giềng trở thành mục tiêu tấn công của các cá nhân và tổ chức. Nhiều nước vốn bị ức hiếp và cách hành xử bất chấp đạo lý luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Chỉ vì quyền lợi riêng, ích kỷ của mình mà giới cầm quyền Trung Quốc thường bất chấp mọi âm mưu, thủ đoạn để đạt được mục đích. Điển hình như những cuộc biểu tình phản kháng luật dẫn độ của người dân Hồng Kông, khi quyền tự do nước này có nguy cơ bị các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh tước đoạt. Hai vụ đảo chính tại Myanmar có nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền Trung Quốc đứng sau hỗ trợ cho quân đội thực hiện vụ lật đổ chính phủ hợp hiến của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, dẫn đến việc quân đội cho đàn áp cuộc biểu tình của người dân, quyết không để cho đất nước quay trở lại thời kỳ chính quyền quân phiệt nắm quyền kiểm soát, cũng như các hoạt động động thái hung hăng thách thức luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Khi Trung Quốc thường ỷ vào sức mạnh quân sự của nước lớn bắt nạt các nước yếu thế hơn, trong đó có Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, vào tối ngày mùng 10 tháng 7, nhóm đối tượng bịt mặt khoảng 40 người bất ngờ tấn công vào tòa lãnh sự quán Trung Quốc tại Bắc Tâm Bang, thành phố lớn thứ hai của Campuchia, chỉ sau thủ đô Phnom Penh. Nhóm đột kích trên đã sử dụng bột phá đánh sập một mảng tường ở phía tây bao quanh tòa lãnh sự, tiêu diệt 6 lính gác Trung Quốc và Campuchia. Ở bên ngoài phá cửa đột nhập vào trong đã có cuộc chạm trán khốc liệt với lực lượng an ninh trong vòng 30 phút. Sau đó, họ đã bắn hạ ông lãnh sự Diệp Chấn Sơn cùng hơn 10 viên chức và nhân viên khác, bắt sống toàn bộ cảnh vệ và viên chức ngoại giao còn lại bên trong. Ý đồ của nhóm đột kích này khi bắt giữ khoảng 15 con tin, yêu cầu phía Trung Quốc phải gây áp lực với chính quyền Thủ tướng Hun Sen, trao trả tự do cho 20 thành viên cấp cao của tổ chức này đã bị quân đội Campuchia bắt giữ. Tiếp theo là phần tin liên quan. Phi công Lê Hoàng Tuấn sống sót thần kỳ sau 38 ngày ở trong rừng sâu Ratanakiri, giáp biên giới Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về phi công Lê Hoàng Tuấn, Trung đoàn Không quân số 52 thuộc Binh đoàn 15 sống sót thần kỳ sau 38 ngày trong một khu rừng tại tỉnh Kaganata Niki của Campuchia. Sau khi máy bay MiG-25 do viên trung úy phi công trên điều khiển tấn công vào một cơ sở huấn luyện biệt kích bị trúng tên lửa,
máy bay bị rơi, còn phi công Lê Hoàng Tuấn kịp thời bung dù thoát nạn. Thưa quý vị và các bạn, tổ chức Nam Việt được Cục Tình báo của Nam Trung Quốc hậu thuẫn do Mai Quách Lộc chỉ huy từ đầu năm đến nay, thường tổ chức các cuộc xâm nhập vào nước ta từ các căn cứ tại Lào và Campuchia. Lực lượng này có khoảng trên 2.600 thành viên, trong vòng hơn một năm đã bị quân đội nhân dân thường xuyên tấn công. Khi các hoạt động chống phá nước ta tại các tỉnh biên giới Tây Nam Bộ, thậm chí tại Côn Đảo và thành phố Phú Quốc, phần lớn cũng là nhờ vào sự hoạt động hiệu quả của mạng lưới tình báo Việt Nam tại Campuchia. Trong khi đó, có cả đặc tình viên đã cài cắm sâu trong thành phần lãnh đạo chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của tổ chức này đều nằm trong sự kiểm soát của mạng lưới tình báo của Việt Nam tại Campuchia. Tuy rằng có vài phi vụ mà lực lượng này vì cảnh giác đã thực hiện việc tương kế tự kế để qua mặt các hoạt động tình báo của Việt Nam, như việc rải truyền đơn, phát tán tiền giả tại các tỉnh Tây Nguyên, gài bom ở các nơi các lãnh đạo chính quyền, nhưng đều bị vô hiệu hóa và các đối tượng liên quan đều bị phát hiện nhanh chóng, bị bắt giữ. Sau đó kể cả những đối tượng khi đang trên đường trốn về lại Campuchia, một thủ lĩnh tên Nguyễn Duy Hưng trước đây của lực lượng này đã từng bị tiêu diệt thông qua phi vụ Mỹ nhân kế của cơ quan tình báo Tổng cục 2 Giang 7. Nhưng sau khi thất bại, lực lượng này nhanh chóng củng cố và phục hồi. Sau đó thời sự hậu thuẫn của tình báo Hoa Nam còn có các cơ sở tài chính của Trung Quốc tại Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có được thông tin về cơ sở huấn luyện biệt kích dành cho lực lượng này của các cố vấn Trung Quốc nhằm tung vào nước ta để thực hiện mưu đồ chống phá chúng. Chúng thường đóng quân tại một khu rừng ở tỉnh Ratanakiri, cách biên giới Việt Nam khoảng 40 km. Vào đêm ngày 10 tháng 7, binh đoàn 15 cho điều hai chiếc MiG-25 tấn công phá hủy cơ sở huấn luyện trên, làm cho 153 tên biệt kích và cố vấn Trung Quốc thiệt mạng. Trên đường bay về, một chiếc MiG-25 do Trung úy phi công Lê Hoàng Tuấn điều khiển đã bị bắn rơi tại một khu rừng rậm ở tỉnh này. Vì đây là vùng cao miền núi của Campuchia nên có diện tích rừng rất lớn, phi công Lê Hoàng Tuấn lúc đó may mắn sống sót khi bung dù thoát hiểm và lạc sâu trong cánh rừng này. Nhờ vào đã từng được đào tạo mưu sinh thoát hiểm nên phi công Tuấn đã tìm mọi cách để sinh tồn trong khu rừng già rậm rạp này. Đây được coi là sự khởi đầu của hành trình kéo dài hơn 38 ngày mà theo tên phi công Lê Hoàng Tuấn đã dạy cho anh ta một trong những bài học lớn nhất trong cuộc đời. Theo tường thuật lại của anh ta cho biết, ngay sau khi máy bay bị trúng tên lửa, Lê Hoàng Tuấn đã nhanh chóng bung dù cùng mang theo một ba lô nhỏ gồm nước ngọt, một bao lương khô, một ít dây thừng, bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp, một chiếc đèn lồng và hai chiếc bật lửa. Sau khi Tuấn thoát khỏi, máy bay rơi xuống đất và phát nổ. Không lâu sau đó, 5 ngày đầu tiên kể từ khi gặp sự cố, phi công Lê Hoàng Tuấn nghe thấy tiếng động cơ của máy bay, nhưng anh không hy vọng là máy bay cứu hộ của binh đoàn 15 và tự nhủ rằng lãnh đạo binh đoàn và đồng đội có thể nghĩ rằng anh đã chết. Tôi đã suy sụp, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thoát được và rồi sẽ chết vì thiếu lương thực, nên anh Tuấn đã chia sẻ với truyền thông tại đơn vị. Sau đó anh dùng trí nhớ lại những bài học về sự sinh tồn trong rừng và quyết định đi về hướng đông dựa vào ánh sáng mặt trời lặn và mọc ở hướng tây. Đây anh từng nhìn thấy là vùng biên giới của huyện Đức Cơ, Gia Lai. Anh đi theo ánh sáng buổi sáng để đi cho đúng hướng. Có nước nhưng số lương khô ít ỏi đã sử dụng hết. Anh phải đối diện với việc không có thức ăn sẵn. Khi đó Tuấn rất dễ rơi vào nguy hiểm nếu chạm trán với những con thú săn mồi ăn thịt trong rừng. Phi công Lê Hoàng Tuấn đã ăn chính những loại trái cây mà anh ta để ý khác. Những con khỉ đang ăn uống nước cũng dựa vào nguồn nước của thú rừng. Tìm được 3 quả trứng chim màu xanh quý giá là nguồn protein duy nhất trong toàn bộ hành trình sinh tồn của anh. Anh hồi tưởng chưa bao giờ thấy trong một khu rừng có vẻ hoang sơ và nguyên sơ như vậy tại Campuchia. Tôi phát hiện ra rằng rừng này không phải là khu rừng nhiệt đới giống như 4 hoặc 5 khu rừng hợp lại là một trong đầu anh luôn suy nghĩ. Được gặp lại cha mẹ, anh chị em, vợ con và bạn bè đồng đội của mình đã thôi thúc anh tiếp tục đi bộ trong rừng sâu. Sức khỏe ngày càng yếu, anh xuống mất 25 kg trên đường đi. Tuấn sinh ra ở huyện miền núi tỉnh Gia Lai nên cũng đã từng làm quen với rừng núi.
từ khi còn nhỏ. Anh có chút lợi thế khi phải đối mặt với tình huống nguy hiểm kiểu này. Vào ngày thứ 35, lần đầu tiên anh nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó xa lạ trong rừng rậm. Đó là tiếng của một chiếc cưa. Anh bắt đầu đi về phía âm thanh phát ra và cuối cùng đến được một nhà máy khai thác gỗ lậu của những lâm tặc ở Gia Lai xâm nhập qua đường Campuchia để khai thác. Anh đã tìm một cách để sinh tồn trong khu rừng già rậm rạp. Đây được coi là sự khởi đầu của hành trình kéo dài hơn 38 ngày mà theo tên phi công Lê Hoàng Tuấn đã dạy cho anh ta một trong những bài học lớn nhất trong cuộc đời.